Chào cả nhà ha. Hôm nay mình thiết bị máy nhập khẩu có ra một cái đơn 20 cái lưỡi cưa vòng hiệu Hunboss Đức ha. Này là phiên bản chuyên về vật liệu là inox ha. Đây là mã là Duratec M51. Đó, bản là 34 ha. Số lượng là 20 cái, mình giao cho một khách ở Hà Nội đi. Đó. Nè, bản này M51 rồi ha. Bản là 34, chiều dày là 1.1 mm. Cái răng là 3/4 răng ha. In Germany này. Đó, thì cái này là cái loại nó là cái này. Thể là Duratec ha. Kiếm cái chữ Duratec cho bạn xem. Đây. Thương hiệu là Hornboss Duratec ha, bimetan. Đây, một cái. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, ngoài em thùng luôn đi. đây là cái 20. Và bên kia còn một lô cưa nữa, anh lấy xuống luôn đi. Đây đó cũng là một khách hàng khác mình để dành ha. Đây, tháo ra. Đây thì là cái loại thứ cấp hơn. Đây, M42 ha. Bản là bản 27 nè. Đó. Đây. Đó. Cũng là cơ hiệu Hunboss luôn. Đó, lưỡi cưa mình làm theo yêu cầu khách hàng ha, chiều dài quy cách chiều dài thế nào thì anh em cứ báo cái quy cách của mình thì mình sẽ cắt ha, làm thêm cái bản cái răng bản cưa bao nhiêu rồi tới cái răng bao nhiêu thì mình sẽ cắt ha. Thì loại cái dòng Hornboss Duratec này đó, Duratec này thì chuyên về vật liệu là thép cứng và inox ha, này xài nó bền hơn, răng tà ha, sẽ bền hơn, dễ cắt hơn so với cái hiệu là thằng Bestra M42. Đó thì đây lưỡi cưa mình giao hàng toàn quốc luôn. Ở Việt Nam toàn là mình ship được hết ha. M51 đây. Thì tại kho mình luôn có hàng sẵn những cái loại dòng lưỡi cưa Hunboss Đức này ha. Quy cách lưỡi là bản 13, bản 20, 27, 34, 41, 54, 64. Có luôn ha. Thì cái răng thì nó có loại nhiều răng, răng nhuyễn, răng 18 răng nè, 8/12, 10/14 hoặc là 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 2/3 đều có ha, tùy theo thuộc vào cái bản cái cưa mình và cái nhu cầu của anh em mình cần cái loại nào thì mình đáp ứng đầy đủ cái loại đó luôn. Đó, như cái dòng Duratec này á, thì nó sẽ giá thành nó sẽ cao hơn so với M42 Bestra kia. Ha, thông thường ví dụ như cùng một quy cách chiều dài đi thì nó mắc hơn khoảng 50 đến 60 ngàn so với 1 mét ha. Đó. Anh em có nhu cầu mua lưỡi cưa liên hệ, có thể là liên hệ hotline 0975 157412 Mr. Xuyên ha.
Đó, thì đây mình có kính thưa các loại dòng lưỡi cưa ha, lưỡi cưa ngoài cái lưỡi cưa thương hiệu của Đức này, mình còn có dòng giá rẻ ha của Trung Quốc cũng có luôn. Giá thường thường thì nó mềm hơn khoảng 2/3, giá chỉ bằng 2/3 so với hàng của Đức này thôi. Ví dụ như một cái lưỡi cưa của Đức như thế này thì giá tầm khoảng 1 triệu đi ha, thì của thằng Trung Quốc thì tầm khoảng 700-800 ngàn thôi. Đó. Đó, thì mỗi cái quy cách mà khách hàng đặt thì mình sẽ làm, mình hay hàng sẵn như thế này và đai lại như thế này ha, để giao tận nơi cho khách. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình ha, thì mình xin phép dừng video của mình tại đây ha.